Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đánh giá sản phẩm của iDoAudio. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một bài đánh giá chi tiết về một cặp tai nghe mới đến từ Earfun. Đó chính là chiếc Earfun Free Pro 2. Đây cũng là chiếc tai nghe cao cấp nhất trong dòng thể thao của hãng Earfun. Cũng giống như Earfun Air Pro 2, Free Pro 2 cũng sở hữu những cái công nghệ hiện đại nhất, cao cấp nhất của một cặp tai nghe True Wireless hiện nay. Và ngay bây giờ mình sẽ cùng với các bạn mở hộp và trải nghiệm chiếc Earfun Free Pro 2 này nhá. Đây là cái hộp đựng của nó, thì các bạn có thể thấy một cái hộp đựng được làm theo cách rất là truyền thống của Earfun. Chúng ta vẫn thấy một cái thiết kế hộp màu trắng với cái logo Earfun ở đây này, tai nghe ở giữa và những cái thông tin nổi bật nhất của cặp tai nghe thì được viết ngay phía bên dưới này. Phía đằng sau thì có tất cả những cái thông số kỹ thuật về cặp tai nghe. Free Pro 2 là một trong hai chiếc tai nghe chống ồn tốt nhất của Earfun hiện nay, với khả năng loại bỏ tiếng ồn chủ động lên đến 40 dB, tương đương với chiếc Air Pro 2. Và tất nhiên, tai nghe cũng được tích hợp cái khả năng xuyên âm luôn. Bên cạnh đấy, Free Pro 2 sẽ sử dụng cặp driver là 6mm. Tai nghe được tích hợp đến tận 6 mic, dùng để hỗ trợ cho việc đàm thoại và chống ồn chủ động. Cái thời gian nghe nhạc của nó là 6 giờ, cộng với 24 giờ nếu sử dụng chung với hộp sạc, có nghĩa tổng thời gian của nó là lên đến khoảng 30 giờ. Trên hộp sạc thì cũng được tích hợp sạc không dây, và tất nhiên, tai nghe cũng được tích hợp cái khả năng chống nước là IPX5. Sử dụng cái phím điều khiển là cảm ứng, và chúng ta có thể điều khiển được mọi thao tác từ dừng chạy nhạc, tăng giảm âm lượng, chuyển bài, kích hoạt trợ lý ảo, vân vân. Cặp tai nghe này thì sử dụng cái Bluetooth 5.2, và tất nhiên các bạn có thể sử dụng độc lập từng bên tai một. Thêm vào đấy, Free Pro 2 này cũng được tích hợp chức năng gaming mode với cái độ trễ là 80ms. Với cái độ trễ này thì các bạn hoàn toàn có thể chơi game thoải mái mà không lo cái độ trễ hình và tiếng nhá. Ok, đấy là những cái tính năng nổi bật nhất của cặp tai nghe. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở hộp và trải nghiệm chiếc tai nghe này luôn. Đây, mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Phía bên trong của cái hộp này, cái tai nghe thì đặt ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá những cái phụ kiện của nó trước nhá. Một cái cáp, một đầu USB và một đầu USB Type-C truyền thống thôi. Và đây là cái khay đựng mút tai của họ với 3 size XF, SL. Size M thì ở trên tai rồi. Cá nhân mình đánh giá đây là một cái mút tai khá là ổn. Và so với cái mút tai của chiếc Earfun Free Pro 1 thì cái mút tai của chiếc Earfun Free Pro 2 này nó có phần cứng cáp và có cái độ bám tốt hơn. Còn đây là cái sách hướng dẫn sử dụng của nó. Các bạn nên đọc qua những cái hướng dẫn sử dụng này để biết thêm cái thao tác sử dụng tai nghe, cũng như là những cái hướng dẫn về reset cũng như là kết nối của cặp tai nghe này nhá. Và tiếp theo thì chúng ta vẫn còn một bộ earhawk với những cái size khác nhau để chúng ta có thể thay thế cho cái bộ earhawk ở trên cái tai nhá. Và cái cuối cùng đó là một cái tăm vệ sinh để chúng ta có thể vệ sinh cho cái phần filter ở trên tai nghe. Cái hướng dẫn vệ sinh filter thì Earfun cũng có đi kèm ở trong hộp luôn, rất là cẩn thận đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái cặp tai nghe Free Pro 2. Trên tay mình hiện tại là cái hộp đựng của chiếc Earfun Free Pro 2. Các bạn có thể thấy một cái thiết kế rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Cái cảm giác đầu tiên của mình khi cầm cái hộp đựng của chiếc Earfun Free Pro 2 này, đó là cái kích thước của nó cực kỳ nhỏ, cực kỳ gọn gàng, và cái thiết kế của nó rất là đẹp và sang trọng. So với phiên bản Free Pro thì Free Pro 2 chúng ta sẽ có một cái hộp đựng nhỏ hơn một chút, và những cái đường nét thiết kế ở trên chiếc Free Pro 2 này cũng cho chúng ta một cái cảm giác đẹp hơn, nhìn tròn trịa và có cái độ liền mạch hơn. Ngay ở phía trên đầu thì chúng ta vẫn có cái logo Earfun. Phía đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái cổng sạc USB Type-C. Phía đằng trước thì chúng ta vẫn có một cái đèn báo trạng thái ở đây. Và phía dưới thì chúng ta sẽ có những cái thông tin về cái hộp này. Ví dụ như cái hộp này có cái dung lượng là 420mA và nó sử dụng cái đầu vào là 5V1A. Sản phẩm thì được sản xuất tại Trung Quốc. Còn về cái lớp sơn này thì đây là một cái lớp sơn mịn và nó cũng có bám vân tay nhẹ. Tuy nhiên cái vân tay khi bám vào thì một thời gian nó cũng sẽ tự bay đi thôi. Cá nhân mình thì mình đánh giá rất là cao cái hộp đựng này. Nó vừa nhỏ, nó vừa nhẹ, nó lại vừa sang trọng, nó lại vừa khác biệt so với những cái hộp đựng ở trên thị trường. Bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp này ra để chúng ta cùng xem cái tai nghe ở bên trong. Các bạn có thể thấy hai cái tai nghe Earfun Free Pro 2 đặt ngay ngắn ở bên trong. Ngay khi chúng ta mở hộp thì cái tai nghe này sẽ tự động bật nguồn luôn. Và nếu như các bạn đã từng kết nối tai nghe với điện thoại rồi thì cái tai nghe này nó cũng sẽ tự động kết nối vào cái điện thoại của các bạn luôn. So với thế hệ trước thì cái nắp đựng của chiếc Earfun Free Pro 2 này được làm chắc chắn hơn rất là nhiều. Và tất nhiên nó cũng được khít bằng nam châm và cái lực khít của nó cũng tương đối là tốt. Và cái cách cái nắp này đậy vào cho chúng ta một cái cảm giác chắc chắn hơn rất là nhiều so với cái đời đầu. Hai cái tai nghe thì cũng được khít bằng nam châm với một cái lực khít rất là mạnh. Và khi mà cho vào trong hộp này thì các bạn có thể để ngược như này, lắp thoải mái, nó cũng không bị rơi ra. Đây, mình sẽ lấy hai cái tai nghe này ra cho các bạn xem ở bên trong. Đây, bên trong thì chúng ta chỉ còn hai cái chấu sạc thôi. Và cái phần bên trong này thì Earfun làm bằng nhựa bóng. Nó khá là tương phản so với cái phần nhựa mịn ở bên ngoài.
Với cái tầm giá khoảng hơn 2 triệu thì cá nhân mình đánh giá đây là một trong những cái hộp đẹp nhất ở trong cái tầm giá này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái tai nghe. Các bạn có thể thấy cái thiết kế của chiếc earphone Fibro 2 này nó sẽ kế thừa của chiếc Fibro. Tuy nhiên nó đã được làm trau chuốt lại. Cái phần phay LED của chiếc Fibro 2 này đã được earphone làm lại với cái mặt phay LED được bo rất là tròn trịa ở đây, tạo cho chiếc tai nghe này một cái cảm giác rất là kim loại và nhìn nó cũng liền mạch và sang trọng hơn so với chiếc Fibro. Vẫn có cái phần earhog được làm bằng cao su ở đây. Chúng ta có thể thay thế những cái bộ earhog với cái kích thước khác nhau để cho phù hợp với khoang tai của chúng ta. Nhìn qua thì chiếc earphone Fibro 2 này có cái phần housing khá là giống so với chiếc Fibro 1. Tuy nhiên khi mà nhìn kỹ, khi mà soi xét từng chi tiết một thì earphone họ đã tinh chỉnh, họ đã sửa đi rất là nhiều. Chúng ta sẽ có một cái tai nghe với cái độ hoàn thiện cao hơn, với cái phần filter được bảo vệ bởi hai lớp. Bên trong thì vẫn là cái lớp filter bằng vải và bên ngoài thì được bảo vệ bằng một cái lớp filter bằng sắt nữa, giúp cho cái tai nghe này có khả năng chống nước, chống bụi tốt hơn. Cái phần ống dẫn âm thì cũng đã được cải tiến lại, nó nhỏ hơn một chút. Cái chấu sạc bằng đồng thì cũng đã được làm nhỏ hơn. Chúng ta vẫn có cái ký hiệu LED RAI và cái ống thoát khí ở đây. Ngay ở trên cái mặt phay LED thì chúng ta sẽ có hai cái lỗ microphone ở hai đầu của cái logo này và có một cái đèn báo trạng thái ở cái đuôi của tai nghe. Với cá nhân mình thì đây là một trong những cái cặp tai nghe có cái kích thước nhỏ nhất ở trên thị trường hiện nay. Bây giờ mình sẽ đeo cái cặp tai nghe này lên để chúng ta cùng trải nghiệm cái cảm giác đeo của các tai nghe Fibro 2 này nhé. Đây là một cái thiết kế dạng thể thao và nó sẽ nằm gọn ở trong cái vành tai của chúng ta luôn. Khi mà đeo lên thì cái phần earhog này nó sẽ gài vào cái phần trên khoang tai của chúng ta để giúp cho chiếc tai nghe này có thể bám chắc hơn ở trên tai. Với cái thiết kế này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi vận động, nó không sợ bị rơi nhá. Kể cả các bạn lộn nhào hay là các bạn có chạy nhảy như nào thì nó cũng sẽ không bị rơi ra khỏi tai. Khi mà mình đeo cái cặp tai nghe này lên thì nó mang đến cho mình một cái cảm giác cực kỳ thoải mái, cực kỳ nhẹ luôn. Và nếu như mà các bạn đeo lâu ở trên tai thì có khi các bạn quên mất là các bạn đang đeo cái cặp tai nghe này luôn. Với cái thiết kế nhỏ nhắn và dễ fit như này thì các bạn yên tâm là dù tai của các bạn có bé như nào thì các bạn vẫn có thể đeo được cặp tai nghe này nhá. Nên là với các bạn nam và các bạn nữ thì đây là một trong những cái lựa chọn rất là hợp lý để chúng ta chơi thể thao. Và nếu như khi các bạn đeo cái cặp tai nghe này lên mà các bạn cảm thấy chưa fit thì các bạn có thể thay bằng những cái bút tai khác ở trong hộp nó đi kèm, thì gồm có size XS, size S và size L nữa. Các bạn cứ thử thay từng cái cặp mút một để xem cái mút nào nó phù hợp với cái tai mình nhất. Ngay khi mình đeo lên thì tai nghe sẽ bật luôn chế độ chống ồn chủ động. Tuy nhiên cái chống ồn chủ động của cặp tai nghe này được xử lý rất là tốt. Nếu như mà các bạn ở một cái nơi yên tĩnh như là ở trong phòng studio của mình thì các bạn sẽ cảm giác như rất là bình thường, như là chúng ta không đeo tai nghe vậy. Nó không tạo cho chúng ta một cái cảm giác là bị bí tai. Nhưng khi các bạn ở những cái nơi ồn ào như là ở trong nhà máy hay là ở ngoài đường nơi có cái tiếng động cơ rất là lớn thì khả năng chống ồn của nó lại được phát huy tác dụng một cách rất là rõ ràng. Cái tiếng ồn động cơ nó được loại bỏ đi phải được đến 90-95%. Và sau một loạt những cái so sánh với những cái cặp tai nghe chống ồn ở cái tầm giá từ 3 triệu đổ lại thì mình thấy rằng là Fibro 2 này là một trong những cặp tai nghe có cái khả năng chống ồn tốt nhất ở cái tầm giá này. Và nó cũng tương đương với khả năng chống ồn của chiếc Earfun Air Pro 2. Đây cũng là một trong những cái điều hiển nhiên bởi vì hai cặp tai nghe này đều có cái mức giá là tương đương nhau và cùng có cấu hình tương tự như nhau. So với chiếc Earfun Fibro thì cái khả năng chống ồn của chiếc Fibro 2 này tốt hơn hẳn. Bên cạnh đấy thì cặp tai nghe này cũng được trang bị cái chức năng xuyên âm. Và với chức năng xuyên âm khi chúng ta bật lên thì các bạn chỉ cần giữ cái nút này trên tai, nó sẽ có một cái thông báo ambient sound. Các bạn sẽ nghe thấy âm thanh ở môi trường bên ngoài rõ hơn. Đặc biệt những cái tiếng nói sẽ được làm rất là rõ. Nên là khi mà các bạn cần giao tiếp với người xung quanh thì các bạn có thể bật cái chế độ xuyên âm này lên để chúng ta có thể nghe rõ hơn. Chúng ta có thể chuyển nhanh qua chế độ normal bằng cách tap và giữ ở trên tai trái. Với chế độ normal này thì đây là cái chế độ không có xuyên âm và cũng không có chống ồn chủ động, nó chỉ có chống ồn bị động thôi. Với chế độ này khi mà tham gia giao thông bằng xe máy thì các bạn sẽ không bị cái tiếng gió tạt vào trong tai. Đồng thời chúng ta vẫn có thể nghe và cảm nhận được cái không gian xung quanh để tham gia giao thông một cách an toàn.
còn nói về cái mic đàm thoại của cặp tai nghe này, do được trang bị đến tận 6 mic, mỗi bên tai thì chúng ta sẽ có 3 mic. Trong đấy thì có 2 mic sẽ tham gia vào cái quá trình hỗ trợ đàm thoại của chúng ta. Một mic thì nó sẽ dùng để thu lại cái tiếng của chúng ta, và một mic ở phía trên thì nó sẽ dùng thu lại cái tiếng ồn ở môi trường và khử nó đi. Chính vì vậy, cặp tai nghe này cũng mang đến cho chúng ta một cái mic rất là tốt. Trong bài này thì mình cũng sẽ có một cái đoạn test về cái phần microphone. Các bạn xem qua cái đoạn test đấy thì các bạn sẽ rõ hơn về cái chất lượng microphone của cặp tai nghe này nhá. Xin chào các bạn, hiện tại mình đang test mic của chiếc Earfun Pi Pro 2. Hiện tại thì mình đang ở trong cửa hàng iDuoAudio ở 78 Lê Thanh Nghị. Đây là ở ngoài mặt đường nhưng đánh nóng cực kính. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài đường xem ở ngoài mặt đường thì khả năng chống ồn của mic của chiếc Earfun Pi Pro 2 nó như nào nhá. Rồi, bây giờ thì mình đã đi ra ngoài đường. Ở đây là mặt đường Lê Thanh Nghị, nơi khá là nhiều xe cộ đi qua. Hiện tại thì cũng khá là nhiều xe máy và ô tô đi qua trên đường. Thì các bạn có thể thấy là ở ngoài mặt đường Lê Thanh Nghị thì khả năng mất mic của cặp tai nghe này có tốt hay không nhá. Nó có thể loại bỏ đi được những cái tiếng ồn ở môi trường xung quanh hay không. Ok, vậy là chúng ta đã kiểm tra được mic của chiếc Earfun Pi Pro 2 ở ngoài mặt đường. Bây giờ mình sẽ quay lại vào trong cửa hàng. Cảm ơn các bạn. Còn nói về cái độ trễ của cặp tai nghe này, do được trang bị cái Bluetooth 5.2, đồng thời trên tai nghe cũng được tích hợp chức năng gaming mode. Với cái độ trễ khi chúng ta bật chế độ gaming mode là 80ms thì gần như khi sử dụng các bạn sẽ không còn cảm nhận được cái độ trễ giữa hình và tiếng nữa. Chính vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cặp tai nghe này để chơi game hoặc xem phim một cách thoải mái nhá. Mình cũng sẽ có một cái đoạn test về cái độ trễ thì các bạn xem qua thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái phần quan trọng nhất của cặp tai nghe, đó chính là cái chất lượng âm thanh. Earfun Pi Pro 2 là cái phiên bản cao cấp nhất trong dòng Free với cái mức giá khoảng tầm 2,4 triệu, nó sẽ tương đương với Air Pro 2. Vậy ở cái mức giá này nó sẽ mang đến cái sự khác biệt gì so với chiếc Air Pro 2 và chiếc Free Pro? Về tổng thể, Free Pro 2 này có cái độ chi tiết, âm trường và âm hình gần như là nó giống hệt so với chiếc Air Pro 2. Còn so với chiếc Free Pro thì nó có phần rộng hơn và thoáng hơn với cái độ chi tiết tốt hơn. Tuy nhiên, Free Pro là một cặp tai nghe thiên hướng thể thao hơn, với cái âm thanh được làm để phù hợp với những cái dòng nhạc trẻ, dòng nhạc sôi động hơn so với cái chất chơi tạp của chiếc Air Pro. Chính vì vậy, Free Pro là một cặp tai nghe sở hữu một cái âm bass rất là mạnh mẽ và bùng nổ. Và đây là cái giải âm mạnh nhất của cặp tai nghe này, với cái âm bass lực có độ rèn và chơi cực kỳ êm. Khi mà chúng ta chơi những cái dòng nhạc sôi động thì cái âm bass của nó đánh rất là êm tai, nghe rất là thư giãn và không bị mệt. Mặc dù là âm bass của nó rất là mạnh mẽ nhưng nó lại không bị lấn vào cái giải trung và cao, khiến cho cái giải trung và giải cao vẫn có cái đất diễn, giúp cho cái tai nghe này đạt được cái độ chi tiết rất là ấn tượng. Bên cạnh một cái giải bass rất là bùng nổ thì đó là một cái giải trung rất là trẻ, có cái độ sáng, có cái độ mượt và có cái độ chi tiết cực kỳ tốt. Cái giải trung này là một cái giải trung rất là phù hợp với những cái dòng nhạc trẻ hiện đại như là dòng nhạc pop, dòng nhạc rap, dòng nhạc EDM, dòng nhạc DJ. So với chiếc Air Pro 2 thì cái mid này nó sẽ thiên hướng hơn về cái dòng nhạc trẻ. Còn Air Pro là một cặp tai nghe chơi tạp, nó chơi được nhiều dòng nhạc hơn. Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có một cái giải chép rất là lung linh, rất là chi tiết nhưng không chói gắt một chút nào cả. So với chiếc Free Pro thì cái rõ nhất chúng ta thấy đấy là cái phần mid và chép ở trên chiếc Free Pro 2 này nó được làm rõ ràng hơn với cái độ chi tiết tốt hơn. Free Pro 2 cũng là một chiếc tai nghe có cái âm trường rất là tốt ở trong cái tầm giá 2 triệu đồng. Và với cái âm trường rộng và thoáng như vậy, khi mà chúng ta xem phim, khi mà chúng ta chơi game, chúng ta sẽ có một cái không gian được tái tạo khá là thoáng. Và các bạn yên tâm là các bạn có thể nghe được rất là rõ những cái chiều không gian ở trong game. Chúng ta hoàn toàn có thể nhận biết sớm được những cái tiếng bước chân, những cái tiếng đạn nổ. Mình đã thử so sánh với một trong những cặp tai nghe rất là nổi tiếng ở trên thị trường, có cái mức giá cao gấp đôi so với chiếc Earfun Free 2. Đó là chiếc Jabra Elite 75T. Thì thật là bất ngờ khi cùng một lúc nghe cả hai sản phẩm này thì mình còn thích nghe ở trên chiếc Free Pro 2 hơn là chiếc Jabra Elite 75T. Bởi vì chiếc Free Pro 2 mang đến cái cảm giác chi tiết tốt hơn, nó trong hơn và cái âm bass của nó kiểm soát tốt hơn so với chiếc Jabra Elite 75T. Tóm lại, Free Pro 2 là một cái phiên bản cao cấp hơn của chiếc Free Pro, với cái chất âm tốt hơn, với khả năng chống ồn tốt hơn, với mic đàm thoại tốt hơn. Và nếu các bạn đang cần tìm một cặp tai nghe có thể chơi thể thao tốt, có mic đàm thoại tốt và có chất âm sôi động, mạnh mẽ
thì Fit Pro 2 là một cái lựa chọn rất là tốt ở trong cái tầm giá này. Trong cái bài đánh giá này thì mình cũng có một cái phần thu âm lại cái chất lượng âm thanh của cặp tai nghe này. Các bạn xem qua cái phần thu âm đấy thì các bạn sẽ rõ hơn về chất lượng âm thanh của cặp tai nghe này nhá. You should meet the first time, mắt anh cười, khóe môi cười, cách anh cười, và em tan đi trong phút giây, chót say người, muốn bên người, dành đôi người. Okay. Let's do something for this boy. Lại thật gần anh em khẽ nói, nào mình cùng cheers tonight thôi. Let me take you with my secret. Let's play some game with me boy. Màu hồng màu xanh người hãy nói, rằng chỉ cần em tonight thôi. Oh my god. Mùi hương em nồng say một ch- đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa, tất bát vang danh nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào just tim ta, dấu có một và đêm vâu phát đôi sao rời, nhà vẫn luôn đi về nhà. Đời và kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những thành thị thường lấp lánh, còn đêm thành thị thường trơ trọi. Như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài, nhà thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà, biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá, nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắng nhiều mình không xấu xa. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mái an tim, bước chân ra là sóng gió chỉ có nhà mái an yên. Ngoài kia phức tạp như rễ má và dây mơ, về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ. Còn bài đánh giá của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.